Như Hương xin kính chào quý vị đã trở lại với chương trình Nhạc Tình Chọn Lọc. Trong chương trình này, Như Hương có dịp gặp gỡ, hàn huyên với những người bạn văn nghệ và sẽ cùng nhau gửi đến quý vị một số nhạc phẩm trữ tình với hy vọng là sẽ mang lại những giây phút thoải mái đến cho quý vị sau những giờ làm việc mệt nhọc. Hôm nay Như Hương xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị sự trở lại của Nguyễn Xuân Thưởng và Thủy Tiên, cùng với sự góp mặt của Hữu Nghị và Hiếu Thuận. Phần nhạc đệm vẫn do anh Nguyên và Hữu Nghị đảm trách, và phần quay video kỷ niệm sẽ do anh Minh Ngọc điều khiển. Nhưng xin được cảm ơn anh Minh Ngọc, anh Nguyên cũng như Hữu Nghị, và xin thân chào Hiếu Thuận, Hữu Nghị, Nguyễn Xuân Thưởng và Thủy Tiên. Chào chị. Nguyễn Xuân Thưởng xin hân hạnh kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nhạc Tình Chọn Lọc, và xin kính chúc quý vị những giây phút âm nhạc êm đềm và ấm cúng. Thủy Tiên xin thân ái kính chào quý vị và kính chào quý anh chị. Thủy Tiên rất vui được trở lại trong chương trình nhạc hôm nay. Mặc dù là nhạc về mùa đông, nhưng trong cái khung cảnh ấm cúng như thế này thì xin chúc quý vị có một buổi nghe nhạc thật là vui và thoải mái. Hữu Nghị xin được trân trọng kính chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình Nhạc Tình Chọn Lọc của tối ngày hôm nay. Em xin được chào chị Như Hương, chị Hữu Thuận, anh Nguyên, Xuân Thưởng và Thủy Tiên. Hiếu Thuận xin kính chào quý vị. Hôm nay Hiếu Thuận mong rằng quý vị có một chương trình nghe nhạc thật là ấm cúng với chủ đề Một Ngày Mùa Đông. Kính thưa quý vị, mùa lễ tạ ơn vừa đi qua và mùa thu cũng sắp nhường chỗ cho mùa đông đến với những cơn mưa phùn và những cơn gió lạnh đầu đông. Nhìn những ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời và nghe những bài thánh ca vang lên chào đón mùa Giáng sinh, hôm nay Như Hương xin mời quý vị cùng đến với chương trình Nhạc Tình Chọn Lọc với những nhạc phẩm về mùa đông và Giáng sinh của các nhạc sĩ trong và ngoài nước. Và để bắt đầu chương trình, Như Hương mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Quên Mùa Đông của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, và Như Hương xin được trình bày nhạc phẩm này. Xin cảm ơn quý vị. Không
em đi rồi, em bỏ lại dòng sông. Em đi rồi, đời anh như nỗi sầu. Bóng sông dài lồng lộng mây mùa đông. Biết em quên mùa đông, quên tình đầu sao em. Tiến em qua dòng sông, nước vẫn xanh một dòng. Sao em quên, em quên bóng con đò năm ấy. Biết em quên tình anh như một lần sáng sông. Tiễn em đi mùa đông, tiếng mưa rơi lạnh lùng. Ai ca câu ca xưa giữa đôi bờ cát trắng. Biết em quên mùa đông, quên được tình xưa không. Biết em quên mùa đông, quên được người xưa không. Biết em quên tình anh như một lần sáng sớm. Xin được cảm ơn các bạn. Cái bài mà Em Quên Mùa Đông này là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, là một nhạc sĩ trẻ và ông cũng đã từng là một nhà thơ, nhưng mà ông lại thành công khi mà đến với lại cái âm nhạc. Và ông viết rất là nhiều bài nhé, mà mình có cái dịp để hát những cái bài của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, chẳng hạn như cái bài Tình Mẹ hay là Người Về Cuối Phố. Những cái bài này là những cái bài rất là nổi tiếng sau 1975. Các bạn có đồng ý như vậy không? Bài này nghe lạ lạ, trước giờ em ít nghe bài này. Chắc thì chưa bao giờ nghe. Thì nhạc sĩ Nguyễn Đức Huy không có đặt nhiều bài, nhưng mà những cái bài của ông đặt đa số là top hit. Trong dòng nhạc Việt Nam của chúng ta đó, thì những nhạc sĩ mà sau năm 1975 đó có rất nhiều, và cũng đã ra đời những cái sáng tác mà đã đi vào lòng người rất là nhiều. Và chị biết Thủy Tiên đó, ngoài những cái bài hát mà em đã hát, mà chị có cái cơ hội để mà hát chung với em đó, thì là không biết hôm nay em có cái dự định hay là có một cái chuẩn bị nào để mà hát một cái bài nhạc để mà gửi đến tặng cho tất cả quý vị ngày hôm nay không? Thưa chị và thưa toàn thể quý vị, vâng, thì người ta cũng thường hay nói là mùa thu là mùa lãng mạn, mùa của tình yêu với những lá vàng, lá đỏ. Thì mùa đông cũng không kém phần lãng mạn đâu, với những bông tuyết trắng và những một màu trắng xóa trong một thành phố. Thì đó cũng là những cái cảm hứng cho những cái người nhạc sĩ làm ra những bài nhạc về tình cảm, về đôi lứa yêu nhau, hay những giây phút chia tay, như có những bài nhạc về mùa đông như Chờ Đông, Đêm Đông. Và em cũng biết một trong những bài nhạc em thì chưa hát sân khấu bao giờ, thì nhưng mà cũng rất là dễ thương, đó là nhạc phẩm Mùa Đông Thương Nhớ của Hùng Linh. Cái bài này thì chị cũng mới nghe đây, cũng có nhiều ca sĩ hát rất là dễ thương và rất là thành công. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mùa Đông Thương Nhớ của nhạc sĩ Hùng Linh với tiếng hát Thủy Tiên. Yêu ơi, nay đã ra đi về đâu?
đông đến lạnh giá con tim hận sâu. Biết làm sao để quên người anh yêu dấu. Người yêu hỡi, anh có hay chăng mùa đông? Chuyện hai đứa quen biết nhau bên dòng sông. Rồi anh đến, hạnh phúc đắm say mặn nồng. Chị chỉ nghe một hoặc hai ca sĩ hát thôi, mà hát theo cái điệu cha 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 đó. Mà bây giờ em hát theo rumba đó, nghe rất là nhịp nhàng. Mà chị nghĩ là nó du dương hơn là hát điệu cha cha cha. Và cái bài này làm như là nó có một cái âm hưởng của nhạc Hoa, phải không? Mọi người có thấy là nhạc Hoa không? Phải không? Sao nhìn cái chỗ thấy điệu tác giả đó. Tác giả là Hùng Linh, tức là người Việt Nam mà. Cái âm hưởng thì nghe giống như là nhạc Hoa, không biết là có phải là chuyển ngữ không? Lúc đầu em cũng tưởng như vậy á, nhưng mà khi em tìm hiểu thì không phải chị. Thì cũng có âm hưởng của nhạc Hoa tí xíu, nghe nó cũng rất là dễ thương. Nhiều khi bây giờ đó là cái phong trào đó nha, cái phong trào là nửa cái âm điệu Việt, nửa âm điệu Hoa, cũng giống như cái bài mà Cánh Hồng Phai đó. Nó cũng là có cái âm điệu giống như là nhạc Hoa vậy đó. Thành ra là mình cũng không biết là cái đó là cái thời đại bây giờ đó, mọi người có muốn có những cái sự thay đổi trong âm nhạc thì nhiều nhạc sĩ người ta muốn
để một chút xíu về kiểu này, chút xíu kiểu kia để cho nó thay đổi cũng có thể, phải không? Em cũng nghĩ vậy. Trở lại với sung thưởng thì lúc trước sung thưởng rất thích hát nhạc của Phú Quang, mà Hữu Thuận cũng đã từng nghe sung thưởng hát những bài nhạc của Phú Quang rồi, rất là hay. Thì hôm nay Hữu biết sung thưởng có dự định hát một nhạc phẩm nào của Phú Quang trong cái chủ đề là một ngày mùa đông trong chương trình này không? Dạ, cảm ơn chị Hữu Thuận. Kính thưa quý vị, để nối tiếp cái chủ đề về mùa đông, Nguyễn Xuân Thưởng xin được trình bày nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông của Phú Quang. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ càng trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ càng trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ càng trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ càng trắng. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy. Thôi đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Thôi đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông.
Xuân Thưởng hát cái bài này hay quá, chị ngồi chị nghe mà chị phê luôn. Và chị nhạc của Phú Quang đó thì mình cũng biết là ông đặt những cái bài nhạc rất là hay, và có nhiều khi những cái bài của ông cũng có phổ thơ nữa, và nhạc của ông chỉ ngắn thôi nhưng mà bài nào nó cũng có những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và trong cái chương trình của mình đó là mình cũng đã có hát hai bài của Phú Quang rồi đó, Hiếu Thuận nhớ không? Cái bài là Điều Giản Dị với lại Đâu Phải Bởi Mùa Thu đó, rất là hay. Cảm ơn Xuân Thưởng. Cảm ơn chị. Chị biết là em đó là ngoài cái tài ngâm thơ hay rồi ha, mà em hát nhạc điệu nào cũng hay cả. Và đây là một trong những cái thể loại mà em hát mà chị thích nhất. Cảm ơn chị. Thật sự bây giờ mới hé lộ cho chị biết, ngày xưa là Nguyễn Xuân Thưởng hay hát, hay ngâm thơ, chuyên môn ngâm thơ. Nhưng mà từ bắt đầu vào cái con đường hát tân nhạc đó là nhờ chị Như Hương. Chắc chị không biết điều này. Có một lần em với chị Như Hương, với chị Hữu Thuận, với Hoàng Đức Thành đến nhà chị rồi thâu những bài nhạc Phật giáo. Và khi mà em có hát thì chị có chỉ em một câu, chị nói là có những chỗ mình không có nên ngân dài, nó không có hay. Và em nhớ mãi cái điều đó, và bắt đầu từ đó em để ý đến hát, cách hát tân nhạc. Cảm ơn chị Như Hương rất nhiều. Ồ, như vậy thì Thưởng nói thì chị mới biết, chứ còn thật ra hồi xưa là chị gặp em là em ngâm thơ nhiều phải không? Rồi sau đó thì mình có một thời gian mình hát nhạc nhạc Phật giáo đó, Thưởng nhớ không? Một thời gian đó, thành ra em nhắc cái kỷ niệm đó làm bây giờ chị nhớ, chị rất là bồi hồi đó. Và cái kỷ niệm đó chị nghĩ là chắc không bao giờ quên. Trở lại với Hiếu Thuận đó thì nhắc đến, khi mình nhắc tới mùa đông đó thì mình biết là tất cả mọi người ai cũng biết cái bài Đêm Đông, tại vì cái bài đó là một cái bài hát quá hay rồi và đã nổi tiếng quá nhiều thập niên. Và có một lần, có một dịp thì mình nghe Hiếu Thuận hát cái bài này, mình rất là thích, hay quá, cho nên hôm nay đó không biết là Hiếu Thuận có thể hát lại cái bài này để tặng cho tất cả các bạn ở đây và tặng cho quý vị khán giả bài Đêm Đông không? Bài Đêm Đông á, thì cũng như Hương nói đó, thì mỗi lần mà Hiếu Thuận tìm nhạc về mùa đông đó thì khi nào cũng muốn hát cái bài Đêm Đông, và cũng đã từng hát. Thì hôm nay không có ai hát bài Đêm Đông thì Hiếu Thuận xin hát lại bài Đêm Đông để gửi tới quý vị và các bạn. Và cái bài Đêm Đông này á, của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, hình như là ông không có viết nhiều bài, nhưng mà chỉ có bài này đó rất là nổi tiếng. Và xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương với tiếng hát Hiếu Thuận. Chưa đi màn đêm rơi xuống, đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng rã rời cùng mây xa về ngang. Trong tê tái cây chút lá cuốn theo chiều mây, mưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều, sương thướt tha bay ôi điều trong cố hương buồn lòng chinh phu.
trong ngất ngơ kìa ai mong chờ. Đêm đau thì nhân lắng nghe tâm hồn thương tư. Đêm đau cả nhi đối thương ôm sầu riêng bóng. Gió nghiêng chiều dài, gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió reo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Đêm đông ôi ta nhớ nhung đường về xa xa. Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Đêm đông ta lê bước chân phong trần tháp phương. Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không? Đêm đông xa trong cố hương buồn lòng chinh phu. Đêm đông bên sông ngân ngơ kìa ai mong chờ. Đêm đông thì nhân lắng nghe tâm hồn thương. Sầu riêng bóng gió nghiêng chiều say, gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió reo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than chiều miên. Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Đêm đông ta lê bước chân phong trần tháp phương. Có ai thấu tình cô lữ đêm đông? Đêm đông mình nói đâu có sai. Hiếu Thuận hát bài này rất là hay. Hôm trước mình nghe lại, bây giờ nghe lại vẫn còn hay hơn nữa. Cảm ơn Như Hương nhiều.
Không, tại vì không phải lại mình nghĩ rằng là cái bài Đêm Đông đó là nó cái lời hát và cái giai điệu, cái melody đó thành ra dễ để cho mà cái người ca sĩ thả cái tâm hồn của mình vào bài hát lắm. Đúng rồi, phải không? Nó có những cái chỗ mà mình hát mình thấy rất là có feeling. Mà cái câu mà đêm đông ta lê bước chân phong trần tha phương, có ai thấu tình cố lượng đêm đông không nhà. Cái đó sao mình thấy mình hát vào cái mùa đông đó, nhưng mình nghĩ tới những cái người mà người ta không có nhà đó, người ta ở ngoài trời lạnh, mình thấy rất là xúc động. Đúng rồi, thật ra mình thấy hầu như là ca sĩ nào hát cái bài Đêm Đông này đó cũng có cái cảm xúc, cho nên họ hát rất là hay. Bây giờ nói tới mùa đông á, thì chị cũng trở lại với Hữu Nghị. Chị biết là em á, cũng thích hát những cái nhạc trữ tình và cũng rất nhiều nhạc sĩ. Và gần đây chị biết là em á, thích hát nhạc của Trịnh Lam nha, với lại Minh Đức nữa nè. Vậy thì hôm nay đó em có cái bài gì để mà hát tặng tới quý vị khán giả cho chương trình Nhạc Mùa Đông không? Dạ thì tại chị nói em thích hát nhạc bebop hoài nên bây giờ em phải hát nhạc khác. Không cần phải hát nhạc khác đâu, nhạc gì mình hát mình thấy hay là mình hát thôi. Dạ, hôm nay thì em xin được trình bày nhạc phẩm Chờ Đông của nhạc sĩ Ngân Giang. Cái bài đó thì hay lắm. Thích lắm. Phải không? Cái bài đó rất là hay. Bài này hay mà không có hát bebop được đâu, nó phải hát slow mới hay. Bởi vậy thì Hữu Nghị rất là biết chọn bài nhé. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chờ Đông của nhạc sĩ Ngân Giang với tiếng hát Hữu Nghị. Em ơi có phải ngoại trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ai anh đang tìm, tìm màu áo cứ cho em. Ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao, khi anh đã ngừng một đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miền, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không ngu sơ, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Em ơi có phải ngoại trời đang mưa,
em mới có phần trời đã sang đông. Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ai hơn anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện mùa đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mặn xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang. Và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miền, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trắng thanh đầy, mình không lẻ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trắng thanh đầy, mình không lẻ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Theo chị được biết thì nhạc sĩ Ngân Giang đó là có cái thiên tài về âm nhạc từ năm ông 9 tuổi đó, nhưng mà khi mà ông bắt đầu sáng tác đó là năm 14 tuổi. Và cái nhạc phẩm Chờ Đông này đó đã đưa cái tên tuổi của ông lên rất nhiều, vì cái bài này rất là nhiều người hát. Ông có một số bài thôi, nhưng mà một trong những cái bài nổi tiếng đó là bài Chờ Đông. Quý vị thấy các bạn có ý kiến gì không? Bài này dễ thương đó chị ha. Em thấy những cái lời lẽ ca từ ở trong cái bài này rất là dễ thương. Nào là đêm đêm gom ánh sao trời. Thực tế không biết có vậy không? Mà anh Nghị hát rất là hay. Chị Hương, chị Như Hương nói rất đúng. Anh Hữu Nghị cũng chọn cái bài rất hợp với cái giọng của anh. Hay lắm. Cảm ơn. Bài Chờ Đông này là Hiếu Thuận nghe rất là nhiều. Nhưng mà cũng giống như là mình không biết tác giả là ai. Thì hôm nay có cái chương trình này thì mình biết được tác giả của cái bài hát này là Ngân Giang. Tác giả là Ngân Giang. Lạ, mình chưa có biết bao giờ. Một nhạc sĩ mà quen thuộc mà viết những bài hát nhạc về lính cũng rất là hay, không có thua gì Trần Thiện Thanh cả. Một trong những bài mà Hiếu Thuận thích đó là bài Mấy Dặm Sơn Khê, mà ông cũng nổi tiếng với bài Chiều Mưa Biên Giới. Nhưng mà ngoài những cái nhạc lính đó, thì ông cũng có sáng tác những cái nhạc khác nữa. Thì nhân là bây giờ là cái không khí là Noel đó, thì Hiếu Thuận thấy là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, nhạc sĩ mà Hiếu Thuận muốn nói tới, có sáng tác một bài hát có tên là Mùa Sao Sáng. Nó cái âm điệu nó rất là hay, mà nó đúng cho cái dịp Noel nữa. Thì hôm nay Hiếu Thuận thì chưa có hát với Thủy Tiên bao giờ, muốn mời Thủy Tiên hát chung với Hiếu Thuận bài này. Thủy Tiên có đồng ý không? Cảm ơn chị. Em cũng nhân dịp này là có cơ hội được hát cái bài này.
không phải nhạc đời mà cũng không phải nhạc đạo, mà rất là thích hợp cho cái mùa Giáng sinh. À, rất vui được hát chung với chị. Vậy bây giờ mình hát bài Mùa Sao Sáng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Sinh ra đời, người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui, quỳ lại mẹ Maria, lòng mẹ từ bi. Cho tôi thương nhớ mùa sao này
sinh ra đời. Một trời đầy sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. Lạy mẹ đồng trinh ban ơn, người Việt càng thương nhau hơn. Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. Lạy mẹ đồng trinh ban ơn, người Việt càng thương nhau hơn. Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. Bài này hồi trước tới giờ mình nghe đó là điệu chậm nhé, điệu slow nhé, mà bây giờ hát theo bebop rất là hay. Và nhạc nói đến mà những cái bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đó, thì mình cũng muốn thêm vào cái những cái bài hát mà Hiếu Thuận nói đó, là có những cái bài giống như là Hải Ngoại Thương Ca cũng hay lắm, với lại Tình Người Ngoại Đạo. Rồi ông còn có đặt một cái nhạc phẩm vui tươi mà mình có thể hát trong cái đám cưới đó, như giống như là bài bài ca hạnh phúc đó. À, đúng rồi, cái bài đó rất là hay đó. Mỗi lần mà anniversary hay là sinh nhật đám cưới đó là mình hát cái bài đó đó, mà mình đâu biết bài đó của Nguyễn Văn Đông đâu. Bây giờ đó chị trở lại với Xuân Thưởng thì chị biết em đó thì cũng hát rất là nhiều thể loại nhạc tình, nhạc quê hương, ngâm thơ, rồi ca vọng cổ, rồi và nhạc vàng nữa. Thì bây giờ không biết là cái hôm nay đó thì em sẽ chọn cái loại nhạc nào trong những cái thể nhạc, những thể loại mà em đã trình bày đó để mà gửi đến tặng cho tất cả quý vị ngày hôm nay không? Dạ, thưa chị Như Hương, kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Thưởng hôm nay xin được chọn bài Sương Lạnh Chiều Đông của Mạnh Phát. Đây là bài hát mà ngày xưa đã làm cho danh ca Phương Dung nổi danh, đó là con nhạn trắng Gò Công nổi danh với bài Sương Lạnh Chiều Đông. Xin mời quý vị thưởng thức. Phải nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hoa chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thờ của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiên đưa. Chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô, đưa tiễn nhau đi ngày những đêm mơ, đêm chập chờn buông lên giấc mộng. Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường trăm hương, em ở lại sầu thương. Buốt ra câu thơ những lúc đêm mờ, ướp cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ.
mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tàn tàn giấc mơ hoa. Anh hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn. Anh lên đường trăm hương, em ở lại sâu thương, buốt ra câu thơ những lúc đêm mờ, ướp cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ mà đắm trong nghẹn ngào. Mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tàn tàn giấc mơ hoa. Anh đã về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Anh đã về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Rất là lâu rồi chị mới nghe được trở lại một nhạc phẩm của nhạc sĩ Mạnh Phát. Và cái bài này đó, Sương Lạnh Chiều Đông đó, là có một người thân hữu ở bên Pháp đó yêu cầu đó. Thành ra là mình rất cảm ơn cái người bạn thân hữu ở bên Pháp, vì là họ có những cái sở thích mà thích những cái dòng nhạc xưa, mà những cái dòng nhạc giống như là của nhạc sĩ Mạnh Phát đó, thì ông đặt những cái bài hát khác, những cái bài giống như là Nỗi Buồn Gác Trọ hay là Hoa Nở Về Đêm đó. Cái bài Nỗi Buồn Gác Trọ đó thì chị biết rằng là nhạc sĩ Mạnh Phát đó viết chung với lại nhạc sĩ Hoài Linh, mà nhạc sĩ Hoài Linh đó là đặt cái bài mà Về Đâu Mái Tóc Người Thương, cái bài đó cũng rất là hay. Thành ra là mà chị nghe cái âm hưởng của cái bài mà Sương Lạnh Chiều Đông này thì nó không có vẻ nhạc vàng nhiều cho lắm, là giống như nó mix giữa nhạc trữ tình với là nhạc vàng đó. Thì Thưởng có thấy vậy không? Dạ, em cũng thấy vậy. Bài này mình có thể hát theo phong cách nhạc trữ tình hoặc là phong cách nhạc vàng được, mà giọng của em thì thật sự không phải là giọng hát nhạc vàng, thành ra hát nó lai lai đó. Nhưng anh Thưởng là khiêm tốn quá, hát vậy mà nhạc vàng những cái câu lấy lấy bên hay lắm á, nức nở quá. Những cái câu lấy lấy bên rất là hay. Giọng Xuân Thưởng hay quá, mà hát cái gì cũng hay hết á, hát cải lương cũng hay nữa đó. Em đang tính yêu cầu next time nha chị, cải lương. Hát vọng cổ ha. Bây giờ trở lại với Như Hương. Như Hương có chuẩn bị một cái bài hát nào trong cái chủ đề về
một ngày mùa đông hay là nhạc về Noel không? Trong cái dòng nhạc mà về nhạc Giáng sinh đó, thì cũng có rất là nhiều bài. Mà những cái bài mà mình thích, giống như là cái bài mà bài Thánh Ca Buồn, hay là có những bài giống như là bài Tình Ca Mùa Đông này kia đó, rất là hay. Nhưng mà có một cái bài mà về Giáng sinh đó, mà của nhạc sĩ Đài Phương Trang đó, mà cũng rất lâu rồi và cũng rất là nổi tiếng, mà bây giờ Như Hương muốn hát lại để mà gửi tặng cho tất cả quý vị cũng như là tất cả các bạn có mặt trong chương trình hôm nay. Đó là bài Hai Mùa Noel của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Bên giao thừa mùa Noel đó, anh dắt em vào tình yêu, quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu, nhìn nhau không nói lên câu vì biết nói nhau gì đây. Noel qua chúng ta chia tay giã từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lồng nhật cưới thiếp hồng, dù nhau xem lễ bên đầu bên nhau. Đêm nay
chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi đâu em qua, bao mộng ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thương nhau, yêu nhau sao đành sang nhau. Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi đâu em qua, bao mộng ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau sao đành xa. Đài Phương Trang này đó viết những cái loại nhạc vàng đó, giống như là bài Đời Tôi Cô Đơn hay là cái bài mà Hoa Mười Giờ đó. Nhưng mà đó mình lại thấy cái bài Hai Mùa Noel này nó lại có vẻ như là nhạc trữ tình nhiều hơn là nhạc vàng, phải không? Mọi người có thấy vậy không? Hay là nó mix giữa hai? Thực thấy nó mix mà cái bài này hát nhiều người hát lắm. Mùa Noel nào hầu như Hiếu Thuận cũng có nghe bài này, có người hát bài này mà cũng không có biết đó là nhạc sĩ sáng tác bài này là Đài Phương Trang. Tại vì Hiếu Thuận ít khi hát dòng nhạc của nhạc sĩ này á. Ông ít có đặt nhạc lắm, nhưng mà những cái bài của ông đặt đó thường thường là những cái nhạc, những ca sĩ mà chuyên về nhạc trữ tình đó, hay là nhạc vàng đó, hát rất là hay. Bây giờ đó trở lại với Xuân Thưởng và Thủy Tiên thì chị biết đây là lần đầu tiên mà Xuân Thưởng với Thủy Tiên có cái dịp mà hát chung với nhau đó. Thì trong một cái không khí như thế này thì không biết là Thủy Tiên với lại Xuân Thưởng nó có dự định là sẽ có một cái bài hát nào để mà cống hiến đến với tất cả quý vị trong chương trình hôm nay. Chắc phải để cho anh giới thiệu rồi. Thì là rất là hân hạnh được hát chung với anh Xuân Thưởng ngày hôm nay. Anh cũng có chọn cái bài trước rồi, và bài này em cũng rất là thích, nghe rất lâu lắm rồi. Bây giờ dừng lời cho anh đó. Cảm ơn Thủy Tiên nhận lời hát chung với Xuân Thưởng. Kính thưa quý vị, bài kế tiếp là cái tựa đề, cũng là cái chủ đề của cái chương trình ngày hôm nay, đó là Một Ngày Mùa Đông, nhạc phẩm của Bảo Trấn. Xin mời quý vị thưởng thức. Rồi một ngày trời không biết sai, một ngày hàng cây vắng lạnh, và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Con em giờ sương đã tan, bất hiểm này còn in dấu chân. Mùa đông tới em chờ anh mãi, là hoa thu son đây. Anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi. Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói còn yêu mãi. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như nói em mãi yêu anh.
cơn gió mang mùa đông tới, cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bờ cỏ này giọt sương đã tan, bậc thềm này còn in dấu chân. Mùa đông tới anh chờ em mãi, lá hoa thu sang nay đã úa tàn. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phồn rơi, làm em đôi đớn nhưng trái tim vẫn như không nói còn yêu mãi. Giờ đây anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói anh mãi yêu em. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi, lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói. Anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói anh mãi yêu em, anh mãi yêu em, anh mãi yêu em, anh mãi yêu em. Nhạc sĩ Bảo Chấn là một trong những cái nhạc sĩ mà của cái thế hệ đầu của nhạc Việt Nam mà sau cái thời kỳ mà đổi mới đó. Và ông đó hoạt động âm nhạc rất sớm đó. Và những cái bài hát mà ông sáng tác từ đầu thập niên 80 đó. Và nhiều cái bài hát rất là hay mà chỉ có dịp trình bày của nhạc sĩ Bảo Chấn đó, giống như là cái bài Phố Mùa Đông hay là Bên Em Là Biển Rộng. Chứ có thể là tụi em biết cái bài Bên Em Là Biển Rộng phải không? Và rất là nổi tiếng và được rất là nhiều ca sĩ hát đó. Thành ra là chắc là nếu mà nói tới bài Bên Em Là Biển Rộng thì chắc là ở đây chắc người nào cũng biết cái bài đó. Dạ, rất là nhiều người thích nhạc phẩm này đó chị. Nhiều người hát lắm. Bài Một Ngày Mùa Đông là Xuân Thưởng với lại Thủy Tiên hát rất hay. Mà Thư Thuận thấy một phần cũng là nhờ hòa âm của anh Nguyên với lại Nghị đó. Cái khúc giang tấu đó nghe nó hấp dẫn quá. Thành ra là cảm ơn hai bạn với lại anh Nguyên với Nghị. Đó là anh Nguyên hết. Em chỉ phụ họa thôi. Bây giờ trở lại với Hữu Nghị, em sẽ trình bày nhạc phẩm gì tiếp để mà tặng cho khán giả của chương trình hôm nay đây? Hôm nay có vẻ hơi em hơi hên á, tại vì nhạc sĩ Ngân Giang em biết là hình như là không có sáng tác nhiều bài lắm, nhưng mà hôm nay em lại được có cơ hội là được hát cái hai bài của nhạc sĩ Ngân Giang. Bài hồi nãy hát là bài Chờ Đông và hôm bài kế tiếp đây là bài Dư Âm Mùa Giáng Sinh. Cái bài này cũng rất là hay đó, cái bài Dư Âm Mùa Giáng Sinh rất hay. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Dư Âm Mùa Giáng Sinh của nhạc sĩ Ngân Giang với tiếng hát Hữu Nghị. Bài hát đêm đông tranh lòng tôi nhớ người, tà áo
Noel thướt tha trong chiều nào. Dập dìu trên đường đi lên lấp lánh sao đêm tuyệt vời, đẹp thay ôi mùa sao sáng. Từ khắp muôn phương lòng thành luôn hướng về, cùng Chúa ngôi hai sáng danh trên trời. Nguyện cầu yên bình nhân thế, giữ vững tin yêu trọn đời, bài thánh ca ngọt đầu môi. Quê hương chinh chiến đã lâu rồi, người ngoài biên cương vẫn miệt mài đi. Mấy mùa Giáng sinh niềm nhớ bâng khuâng tìm về, hòa theo khúc nhạc mừng Chúa sinh ra đời. Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi đêm sau đêm chép cho xuôi vần thơ. Gợi về cho người biên giới, chiến đấu sông pha địa đầu, một dư âm mùa Giáng sinh. Bài hát đêm đông chạnh lòng tôi nhớ người, tà áo Noel thướt tha trong chiều nào. Dập dìu trên đường đi lên lấp lánh sao đêm tuyệt vời, đẹp thay ôi mùa sao sáng. Từ khắp muôn phương lòng thành luôn hướng về, cùng Chúa ngôi hai sáng danh trên trời cao. Nguyện cầu yên bình nhân thế, giữ vững tin yêu trọn đời, bài thánh ca ngọt đầu môi. Quê hương chinh chiến đã lâu rồi, người ngoài biên cương vẫn miệt mài đi. Mấy mùa Giáng sinh niềm nhớ bâng khuâng tìm về, hòa theo khúc nhạc mừng Chúa sinh ra đời. Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi đêm sau đêm chép cho xuôi vần thơ. Gửi về cho người biên giới, chiến đấu sông pha địa đầu, một dư âm mùa Giáng sinh. Gửi về cho người biên giới, chiến đấu sông pha địa đầu, một dư âm mùa Giáng sinh.
Đúng là nhạc sĩ Ngân Giang không có viết nhiều bài, mà hai bài ông viết đều là rất hay. Cái melody cũng như cái lời nhạc rất là hay. Thành ra là có nhiều ca sĩ hát là cũng vậy, vì vậy đó. Quý vị, các bạn có thấy vậy không? Nghe anh Nghị hát xong là em nghe quanh quẩn đâu đây mùi dư âm mùi Giáng sinh rồi đó chị. Chắc nhiều echo. Mùa Giáng sinh sắp đến và năm mới cũng sắp đến, thì trong chương trình hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau hát nhạc phẩm về Giáng sinh để gửi tặng cho tất cả quý vị. Như Hương tính chọn cái bài mà Jingle Bell với lại Feliz Navidad đó, các bạn thấy sao, có ok để hát chung gửi tặng cho tất cả khán giả không? Bài này rất là thích hợp đó, trong cái mùa Giáng sinh nó vừa vui, vui nhộn mà nó vừa có ý nghĩa nữa. Giáng sinh là phải có mấy bài này, không có mấy bài này không có Giáng sinh. Đúng rồi, phải nghe dư âm đó chị. Và hôm nay nhân dịp mùa Giáng sinh sắp đến, Như Hương xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Jingle Bell và Feliz Navidad là nhạc ngoại quốc. Nhưng mà có lời Việt mà. Có, và cái này là của nhạc ngoại quốc, nhưng mà chúng ta sẽ hát lời Việt cũng như lời tiếng Anh, phải không? Dạ. Và trước khi hát thì chúng ta sẽ cùng nhau đổi cái nón này lên. Mình phải đổi cái nón này lên đó, thì mới giống như Giáng sinh nha. Nghĩ giống già Noel ghê. Em đâu mập dữ vậy đâu. Thiếu bộ râu. Thiếu bộ râu thôi. Và kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Jingle Bell và Feliz Navidad. Thank you.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Covero año y felicidad. Mùa Giáng sinh đến rồi. Mùa Giáng sinh đến rồi. Mừng Chúa sinh ra đời. Mừng Chúa sinh ra đời. Ngày sáng soi đến rồi. Hạnh phúc ấm no đến cho mọi người. Let's all sing and pray. Let's all sing and pray. Let's love show the way. Let's love show the way. We all want to say the happiness will be yours today. Hãy chúc hãy chung nhau mùa Giáng sinh rạng ngời. Hãy chung nhau mùa Giáng sinh tình người. Hãy chung nhau bàn tiếng yêu thật thà, tận đáy tâm hồn cùng ca hát vang. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas and a Happy, Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Mùa Giáng sinh đến rồi. Mùa Giáng sinh đến rồi. Mừng Chúa sinh ra đời. Mừng Chúa sinh ra đời. Ngày sáng soi đến rồi. Hạnh phúc ấm no đến cho muôn người. Let's all sing and pray. Let's all sing and pray. Let's love show the way. Let's love show the way. We all want to say the happiness will be yours today. Hãy chung nhau mùa Giáng sinh rạng ngời. Hãy chung nhau mùa Giáng sinh tình người. Hãy chung nhau bàn tiếng yêu thật thà, tận đáy tâm hồn cùng ca hát vang. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas and a Happy, Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year, everyone! Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Wow. Cái bài Jingle Bell và Feliz Navidad mình hát lên là thấy rõ ràng là cái mùa Noel sắp đến rồi phải không? Rất là rộn ràng. Và hôm nay là chúng ta cùng nâng ly rượu với nhau nữa thì còn gì bằng. Như Hương và toàn thể các anh chị em, các nhạc sĩ có mặt ngày hôm nay, xin được kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh đầm ấm và một năm mới 2021 an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Nhạc phẩm Jingle Bell và Feliz Navidad mà quý vị vừa thưởng thức đã khép lại chương trình Nhạc Tình Chọn Lọc. Như Hương xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị trong những chương trình vừa qua và hy vọng quý vị vẫn sẽ tiếp tục cho Như Hương và bạn Hữu và những chương trình Nhạc Tình Chọn Lọc sắp tới. Xin được kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và xin được hẹn lại với quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.